Là cha mẹ, chúng ta đều mong muốn con mình sẽ là một đứa trẻ thông minh và khỏe mạnh. Thế nên ngay từ lúc bắt đầu mang thai, các ông bố và bà mẹ đã liên tục bồi bổ cho em bé bằng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, rồi thực hiện các phương pháp thai giáo như trò chuyện với con, cho con nghe nhạc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngoài việc thai giáo ra, để em bé thông minh hơn, các bà mẹ cần biết đến 3 giai đoạn phát triển trí não của thai nhi. 1. Tuần thứ 8 của thai kỳ. Đây là giai đoạn tính từ lúc mẹ mới có bầu cho đến tuần thứ 9 của thai kỳ. Trong 4 tuần đầu tiên, tuy cơ thể của em bé vẫn chưa được hình thành đầy đủ, nhưng lúc này hệ thần kinh của thai nhi đã bắt đầu hình thành. Sau 8 tuần, thai nhi mới chính thức có hình dáng và bước vào thời kỳ phát triển quan trọng đầu tiên của não bộ. Trong giai đoạn này, tuy em bé vẫn chưa có phản ứng với thế giới bên ngoài vì thính giác chưa phát triển, nhưng các mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng thông qua bữa ăn hay thuốc bổ để cung cấp đủ dưỡng chất cho não của con phát triển tốt nhất. Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng nhớ duy trì tâm trạng thoải mái, vui vẻ để những hormone hạnh phúc trong cơ thể mẹ truyền sang thai nhi, tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển. 2. Tuần thứ 10 của thai kỳ. Sang đến tuần thứ 10 của thai kỳ là đồng nghĩa với việc em bé bước vào giai đoạn tích trữ năng lượng. Tại thời điểm này, các tế bào thần kinh trong bộ não của thai nhi phát triển nhanh chóng để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn tích lũy năng lượng này, không chỉ phần đầu, não bộ của em bé phát triển mà các cơ quan, xương của bé cũng phát triển theo. Nên các mẹ bầu vẫn phải duy trì chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Thêm vào đó, bạn hãy cố gắng đọc nhiều sách hơn, suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực để cảm xúc tốt đẹp, vui vẻ, hạnh phúc được truyền đến con. 3. Tuần thứ 20 của thai kỳ. Ở tuần thứ 20 của thai kỳ, hầu như mẹ nào cũng đều cảm nhận được cử động của con ở trong bụng. Lúc này, sự phát triển não bộ của em bé đã vào giai đoạn cuối. Cấu trúc tế bào não của thai nhi càng ngày càng phức tạp và đây không chỉ là thời điểm phát triển trí tuệ cuối cùng mà còn là giai đoạn phát triển quan trọng của thính giác và thị giác. Bắt đầu từ thời điểm này trở đi, mẹ bầu cần phải tương tác với con nhiều hơn để kích thích não bộ phát triển tối đa. Bạn có thể đọc truyện hay nói chuyện với con, hai mẹ con cùng nghe nhạc thư giãn. Điều này không chỉ giúp tình cảm giữa hai mẹ con thêm gắn bó, mà trí thông minh của em bé cũng sẽ tăng lên nhiều. Nhìn chung để sinh con thông minh, các mẹ bầu cần ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, tương tác với thai nhi càng nhiều càng tốt và hãy luôn giữ cho mình tâm trạng thoải mái vui vẻ. Tất cả những điều này sẽ kích thích não bộ của em bé phát triển tối đa. Do đó, để tiếp tục nuôi dưỡng trí thông minh của con sau khi chào đời, các cha mẹ cần nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu đời. Theo các nhà nghiên cứu, sữa mẹ có chứa những chất dinh dưỡng đặc biệt có lợi cho sự phát triển của trí não của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà không có bất kỳ loại sữa công thức nào thay thế được. Vậy nên nếu được, các mẹ hãy cho con bú sữa mẹ hoàn toàn. Thường xuyên nói chuyện chơi với con. Ngay cả khi con còn là một đứa trẻ sơ sinh thì bạn cũng đừng bỏ mặc con tự chơi một mình. Hãy luôn trò chuyện với con bằng các giọng điệu khác nhau, biểu hiện khuôn mặt khác nhau và cố gắng trò chuyện với con càng nhiều càng tốt. Điều này không chỉ giúp não bộ phát triển mà còn có lợi cho khả năng ngôn ngữ của bé. Sau này con sẽ nhanh biết nói.